Ok anh em nhé, xin chào mừng tất cả các anh em đã lại một nữa quay trở lại kênh YouTube của Vững Máy Tính. Ngày hôm nay mình sẽ review một cái bộ máy tính mà mình chuẩn bị mình lắp cho một bạn khách hàng ở Bắc Cạn này anh em. Thì cái bộ máy tính này mình lắp cho bạn ấy là có gồm có màn hình này và PC. Còn phím chuột bạn ấy có rồi nên là mình không để phím chuột vào trong bộ này nữa nha anh em. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em quay con màn hình này, màn hình là màn Lenovo 20 in nha anh em. Con này là màn hình HD, màn hình thì anh em nhìn này nước sơn còn đẹp như là mới luôn. Chân này mình chưa vệ sinh nên là nó trông nó hãng còn bẩn bẩn, nhưng mà tí mình vệ sinh thì nó sẽ đẹp như là cái viền màn hình anh em nhìn thấy này, rất là đẹp luôn, nước sơn còn rất là đẹp luôn. Bụi bẩn thì nói chung là bụi bẩn thì cái này mình lau là hết thôi nên nó không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là cái nước sơn nó còn rất đẹp, là không xước sát gì nhá. Màn hình 20 inch mà đẹp như là mới luôn này. Này. Còn về cây thì mình sẽ giới thiệu với anh em là cái cấu hình của cái cây này. Cây này mình xây dựng trên con bên Asus H81, một cái bản bên của Hàn Quốc nha anh em. Đây cũng chỉ là một cái con bên H81 thông thường thôi chứ nó cũng không có cái gì nổi bật quá cả. Mình đã review rất nhiều cái con bên này và lắp rất nhiều con bên này trong các cái cấu hình, trong các cái video lần trước rồi nên là mình cũng không giới thiệu chi tiết nữa. Mà nằm trên cái con bên này là con chip i5 nhá. i5 là con này là i5 4570 anh em ạ. Với con i5 này thì bây giờ anh em có thể livestream được những cái tựa game Liên minh FIFA, CF, Free Fire và những cái tựa game online nó tầm vừa như thế nhá. Và cũng có thể chơi được những cái game offline lặng, nó rất phù hợp với cái tầm giá tiền. Trong cái giai đoạn mà máy tính nó đang tăng giá từng ngày từng giờ này thì anh em mà lắp máy tính thì anh em lắp sớm chút chứ càng về cuối năm thì cái đồ máy tính nó càng lên anh em ạ. Những cái bộ máy tính này là mình còn những cái linh kiện mà mình nhập từ cái đợt trước ấy nên là giá mình lắp cho anh em là vẫn giữ nguyên giá chứ mình vẫn chưa lên giá nhé. Còn đâu nếu mà khi mà mình hết cái đợt hàng này và sau này mình nhập vào giá nó lên ấy thì là bắt buộc là mình phải tăng cái giá bán máy tính lên anh em ạ. Nên là anh em mà có nhu cầu mua thì anh em mua sớm nhá, không thì về cuối năm là giá nó bị đồ máy tính nó bị khủng hoảng đấy anh em. Còn RAM đây, RAM thì cũng giới thiệu luôn anh em. Đây trên cái con máy này là mình lắp hai thanh RAM kẹp tản nha, mỗi thanh là 4 GB, tổng hai thanh là 8 GB bớt 1.600 để anh em chạy đua RAM này. Đây. Về phần ổ cứng thì mình sẽ lắp cho bạn hai ổ cứng, một ổ SSD 120GB để chạy win phần mềm này, một ổ 500GB để bạn ấy có thể lưu dữ liệu vào game này. Về phần card hình thì trên cái con PC này mình sẽ sử dụng một cái mã card cũng tương đối là mới này. Con này là con 1050 nha anh em. Con này là GTX 1050 bản 2GB và con này bản không nguồn phụ nhá, dùng rất là tiết kiệm luôn và con này thì dòng này dùng rất là lành luôn anh em ạ. Với con này thì anh em lắp vào cấu hình này thì anh em like những cái tựa game online hiện hành thì cũng rất là thoải mái luôn nha. Đây. Để câu kéo tất cả những cái cấu hình này nhá, và để cho cái bộ máy này nó hoạt động ổn định và lâu dài thì mình sẽ sử dụng cho bạn ấy một cái con nguồn Calibre này, Cimatec Calibre này, nguồn kiếm này 500W chuẩn 80 plus nha anh em. Con nguồn này thì mình đã lắp rất là nhiều máy nên mình thấy cái con này nó dùng nó rất là ổn định và nó bền mà dùng nó lành lắm anh em ạ. Đặc biệt con này 500W 80 plus thì anh em dùng, anh em kể cả anh em có lên mấy cái dòng rx 570, 580 thì con nguồn này vẫn thoải mái luôn. Đầu tiên là mình nhận chốt kèo với bạn đấy là nguồn 450W thôi, nhưng mà cái nguồn 450W hàng của mình là nó chưa về kịp mà cái dòng nguồn 500W này nó lại về trước nên là mình lắp cho bạn ấy nguồn 500W. Nói chung là bạn ấy mua bán thì cũng rất là dễ nên là mình cũng lắp cho bạn ấy luôn cái nguồn 500W này mà vẫn giữ nguyên cái giá thành của nó chứ không lên giá này anh em. Còn về cái phần vỏ cây nhá thì mình sẽ lắp cho bạn ấy một cái vỏ cây Fuller, vỏ cây văn phòng bình thường thôi, một cái vỏ cây mới. Thì bây giờ mình sẽ lắp tất cả các linh kiện này lên cái vỏ cây đấy và mình sẽ test cho anh em một số những cái tựa game online hiện hành xem là với cái cấu hình như thế này đấy thì bây giờ cái hiệu suất trong game nó sẽ như nào nha anh em. Mình đã lắp tất cả các linh kiện vào thành một cái con PC hoàn chỉnh như này, i5 4570 này, 4 nhân và 4 luồng. Con này là 3.2 nha, bên Asus H81 này, RAM 8GB này, graphic là GTX 1050 2GB D5 nha anh em. Anh em đang đến với một cái tựa game offline nó cũng rất là ngốn cấu hình là Battlefield 5 nhá. Mình cảm giác chơi thì nó cũng rất là ok. Cái FPS này thì nó cũng chỉ xem mấy cái con 950 thôi. Chơi rất là mượt mà luôn này anh em này. Nhiệt độ của CPU với GPU thì nó cũng không quá cao đâu, nó chỉ tầm 5 mấy thôi anh em. GPU thì chơi một lúc nó đã lên tầm 60 độ C rồi này. Và cái game này nó ăn rất là nhiều vào RAM nhá. RAM nó đã ngốn hết tầm 7GB RAM này. Đến với lại GTA 5 nhá, trên cái setting nó tự nhảy là low M. Với cái cấu hình này thì setting nó sẽ tự nhảy lên low M này. Mình sẽ chơi thử xem là với cái setting low M thì cái hiệu suất ở trong game nó sẽ như nào đây. Con này là mình sẽ tắt cái giới hạn FPS đi để cho anh em có thể có một cái trải nghiệm tốt hơn này. Trên cái mức setting low M thì FPS của nó rơi vào tầm 120 nhá, 120 nó tùy đồ họa nhá. Chơi rất là mượt GTA 5 này. Cái GPU thì nó chỉ sử dụng hết tầm 60% thôi. Cái game này là nó ăn rất là nhiều vào CPU nhá. CPU thì trên cái con i5 này thì mình thấy nó có hoạt động có mấy 90% thôi. Mình nghĩ là với cấu hình này mà anh em chơi ở cái setting normal này thì rất là hợp lý nhá. Với lại cái GT5 này nó cũng tối ưu cấu hình nó rất là tốt. Những cái cấu hình cao ấy thì nó sẽ auto nó nhảy lên cái setting cao, mà những cái cấu hình bình thường ấy thì nó sẽ lại nhảy xuống cái setting bình thường. Nên là nếu mà mình nghĩ là nó nhảy cấu hình nào thì anh em lên để cấu hình đấy mà chơi nhá, bởi vì nó cũng đã tự tối ưu cấu hình rồi. Từ đấy là mình chơi mấy game rồi nhưng mà thấy cái nhiệt độ của CPU với lại cặp màn hình nó rất là mát. Chỉ tầm 50 mấy độ C thôi này. Trong cái khoảng thời gian mà đồ máy tính nó đang khan hiếm hàng như này đấy, thì anh em có thể dựng cái cấu hình như này để chiến các cái tựa game online, offline thì cũng rất là ổn nha. Và giá thành của nó thì rất hợp lý luôn. Đến với Cimatec, một cái tựa game nó ăn rất là nhiều card màn hình, thì mình sẽ show cho anh em cái setting đây. Hình ảnh đây. Cái này là mình nhớ ở trong cái video trước là mình đã kéo cái cấu hình lên max setting rồi nhé. Đây, tất cả mọi thứ đều là max setting này. Những cái gì mà có thể cho lên cao nhất thì mình đã cho hết lên rồi đây. FPS của nó tầm 34 nha anh em. FPS của nó giờ tầm 36 này. Còn nếu anh em muốn đánh đổi cái độ sắc nét của nó để lấy cái sự mượt mà thì anh em có thể giảm cái độ nét xuống 1.1 thì FPS nó sẽ cao hơn đây. Mình sẽ show cho anh em 1.1 nhá, độ rõ nét này. Mình sẽ tắt đi thì FPS nó sẽ cao hơn tầm 50 mấy này. Con này là 60 là full nhá. Giờ mình thấy là chơi ở cái độ sắc nét 1.5 vẫn rất là ok, rất là ổn, không có vấn đề cả. Trong cái video này thì mình chỉ test những cái tựa game nặng thôi nhá. Còn những cái tựa game như ví dụ Liên Minh, FIFA với CF là mình bỏ qua, mình không test đấy nhá. Đến với một cái tựa game mới được anh em yêu cầu rất là nhiều, đấy là Cyberpunk 2077. Mình lần đầu mình vào mình chơi game này, nhưng mà cảm giác thì chơi nó cũng không được trôi chảy mượt mà đâu. FPS của nó rất là thấp luôn, có 18 thôi này. Đây cũng chỉ là cái màn dạo đầu thôi nhá, chứ cũng chưa phải là vào trong game đâu. Cái game Cyberpunk này là nó yêu cầu cái cấu hình cao, nên là anh em muốn chơi cái game này một cách tốt nhất thì anh em lên cho mình cấu hình nhá. Nếu mà anh em muốn chơi cái game này một cách trôi chảy mượt mà đấy thì anh em lên cho mình con card hình này, với lên thêm cả RAM nữa. Mình thấy trên cấu hình ấy thì con card hình này nó đã sử dụng hết 99% hiệu suất này. Nhưng mà CPU thì nó hoạt động hết một lửa đấy nhá. Còn về phần RAM ấy, thì trên cái con máy này mình sử dụng 8GB RAM nhưng mà nó đã ăn hết 7,5 GB rồi này. Tạm thời vào trong game cho anh em trải nghiệm Cyberpunk tí rồi nhá. Còn trong những cái video sau thì mình sẽ cố gắng mình sẽ đi qua hết những cái màn mở đầu này để vào chơi game cho anh em xem. Đến với lại The Witcher 3 thì anh em có thể thấy là FPS của nó rơi tầm 4 mấy này. Mấy hôm nay mình vớt máy để mình tải rất là nhiều game offline lặng luôn. Mình mua cả mã code để mình về mình tải. Tại vì là có rất là nhiều anh em yêu cầu những cái game lặng này test máy đấy, nhưng mà nói thật sự là tải về rồi nhưng mà cũng chưa biết chơi, mà cũng không có thời gian để chơi. Làm máy thì cài máy, giao máy các thứ cũng không có thời gian để chơi. Nếu đợt tới đấy, vài hôm nữa mà nếu mà có thời gian rỗi thì mình sẽ ngồi mình tập chơi để cho nó vào trong cái game ấy, thì là chơi và test cho anh em thì nó sẽ chuẩn hơn, để cho anh em có một cái nhìn chi tiết về hiệu suất của từng cái linh kiện trong cái bộ PC. Chơi trên cái game này thì mình cảm giác là chơi nó rất là mượt mà nhá, chơi nó mượt mà hơn Cyberpunk 2077 rất là nhiều. Mà chơi nó cảm giác chơi nó thật, chứ con 2077 chơi nó cứ kiểu ảo lắm. Con này thì mình nghĩ là với cấu hình này thì nếu mà như mà anh em có vào trong game đi chăng nữa thì chơi cũng sẽ rất là ok nhé. Rất là ổn áp. Con này đồ họa cũng đẹp. Và trên cái game này lần đầu mình chơi ấy, thì mình thấy là nó cũng không tốn CPU đâu. Nó chỉ hoạt động 34% hiệu suất của CPU. Con này là i5 i5 đầu 4 thì nó cũng không phải là cái loại i5 cao cấp gì cả, mà nó cũng chỉ hoạt động hết 30 mấy % thôi. Nhưng mà cái card hình này thì là nó đã full 100% này. Thì trên cái game này nó không 4 RAM lắm đâu, có 4 GB RAM thôi, rất là thoải mái luôn, 8 GB RAM rất là thoải mái luôn. Thì tổng kết lại cái video này thì cái con máy này anh em có thể chơi rất là tốt những cái tựa game hôm nay hiện hành, ví dụ Liên minh, FIFA, CF này, Free Fire, PUBG Mobile này, và một số những cái tựa game nặng như là GTA5, The Witcher 3 này, những cái tựa game như là Tomb Raider này, Battlefield 5 này, thì anh em có thể chơi rất là ok. Nhưng mà qua mỗi cái game là Cyberpunk ấy, thì mình test thì mình thấy là nó cũng không ổn lắm trên cái cấu hình này đâu. Còn những game kia thì chơi rất là thoải mái luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video này của mình. Nếu anh em thấy cái video hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.